Hello, hello anh em. Anh em muốn nạp Robux uy tín giá rẻ nhớ truy cập vào trùmrobux.com để mua Robux và Premium cũng như cái tính năng nổ hũ và VIP nhé. Cố lên, cố lên. Này ưu tiên bắt chớt luôn quá. Rồi chạy 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 luôn đi Bobby, chạy luôn, chạy vô, chạy ra cổng. Cổng ở đâu bay? Ai biết, chạy đại đi. Đó, cổng kìa. Trời đất mẹ ơi. Trời tôi không tin luôn trời. Mày chết luôn rồi chứ sao mày sống được. Trời đất ơi, mày kêu chạy ra cổng đi, tao đang trong nhà, tao vừa nhảy ở trong nhà ra hàng rào, nó nhảy từ dưới hàng rào nhảy lên, lụ đạn nó chạm mặt nhau luôn. Ồ, hai đi này canh nó vãi nồi. Yo, chào tất cả mọi người, mình là Vami. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình và Vami sẽ chơi Roblox Survive the Killer. Thì trong game này, nó chung chơi 3-4 lần rồi, biết cách chơi rồi, nên thôi khỏi giới thiệu game nữa. Giờ là vô, tới giờ là chỉ có đi trốn thôi. À khoan, nó có thêm một cái mới nữa, đó là trong mấy cái map đó là nó sẽ có những cái vật dụng như là thùng xăng hoặc là cái gì điện điện á, đó thì mình sẽ lượm mấy cái đó và mình sẽ mang ra ngoài khi mà mình win á, mình mang ra ngoài lobby mình đổ vô đây thì được cái gì thì Kia chưa biết nha. Bây giờ đổ full này. Tao thiết nghĩ là đổ full vô cái bình này là cái quả tiễn này nó sẽ bay lên trời. Nó nổ thành pháo bông đúng không? Bay lên trời má ơi. Đổ xăng nhiên liệu cho nó để nó bay lên trời á ba, để nó chạy trốn killer đó ba ơi. Rồi để coi ai sẽ được làm killer. Kia không được làm chắc rồi. Được luôn á. Không làm đâu. Trời. Mày ấy ghê không? Ấy sao qua sau cả năm mới nữa mà nó vẫn linh là sao vậy? Chú Hề mới ghê chứ. Thiệt luôn á, mới qua nồi mới vừa nói xong có chưa kịp làm gì luôn á. Thôi đừng làm, tụi ta đi núp đây. Đau bầm thì trời. Làm đi, khổ ghê. Điều thiết yếu nhất mày nên cần làm bây giờ đó chính là làm thinh đó kìa. Tao không tin luôn á, tao mới vừa nói xong. Gì ghê vậy mày á? Hai thẹo. Ôi, đứa làm cái gì đây? Ái gì ghê. Đâu rồi. Ủa, trốn đâu mất tiêu rồi ta. Trốn nè. Ây da. Trời ơi. Lưu đạn mày giết tao rồi. Đứng lại nè. Chạy cho cố vô. Trời đó, nhảy về cũng trúng nữa hả? Yeah. Ôi, sao mà cứ liên tục vậy, ai trở lại mấy đứa? Lên bé ơi, chạy bé ơi. Đó, ok. Nãy anh lỡ với tay giết bé, giờ anh cứu lại rồi nha. Trời ơi là trời, sao mà cứu nhanh chứ vậy? Trời đời tôi sao mà nó đen rồi, một đứa đã defeat. Ơi. Bớt gọi tên nhau đi ba. Bé cứu nè bé. Trời ơi, thấy tôi hiền quá, thấy con hề này hiền quá. Ba mi nè. Chạy ơi. Chạy nữa chơi mà chơi chạy. Chạy chứ, mày cầm dao ai chơi lại. Không sao, tao hiền mà. À, sao lúc nào cũng nghe cái âm thanh của nó quanh đây vậy ta? Hai đứa chết nữa rồi, còn có 4 đứa nữa thôi. Bobby. Bớt dĩ nhào đi bá. Vãi nồi, chạy mà nó hú lù nó sao chết luôn rồi, lũ đen. Ê, có 3 mạng rồi các bạn ơi. Xạo hả Bobby? Ủa, mấy bé này chạy đâu mất tiêu rồi? Nấp hết rồi. Chạy nhanh vậy? Ơi còn có 2 mạng nữa thôi. À con này cũng nằm được nè, mà nó nằm xong nó bỏ. Mới nằm xong là thấy nè. Một đứa nấp trong này nè, một đứa nấp. Ủa có không vậy? Ủa đâu có đâu. Không có. À đúng rồi, có. Thấy rồi. Đây, có em. Nãy quên mất tiêu rồi cái vụ. Có em trong này. Yeah. Ôi, nó vẫn cứu được kìa. Vô đây làm cái gì? Nó kìa ghê quá. Chết thôi. Giết người ghê quá. Đi đâu hết rồi? Sao mày không có lương thiện như tao vậy kìa? Mày lương thiện cái gì? Tao không tin mày lương thiện đâu. Nãy mày thác cơ. Đúng hơn. Mày là dương lương chân lẹo. Quá,
Cà đi hả? Ôi trời ơi. Vãi nồi, nguyên con dịch. Trời ơi. Trời đó, nguyên con cấp 3 luôn. Nguyên con cấp 3 hết hồn. À tao không biết đâu ra luôn á. Hú hồn thiệt chứ. Thôi để cho mấy em nó phát đi ba. Một đứa nữa đã chết. Mày ghê quá con. Đó mày làm mày cam cho nó sống đi. Mày làm mày cam cho nó sống đi. Em này chết chắc rồi, làm sao mà sống được nha. Yeah. Trời đất ơi. Còn một đứa nữa mà tao chưa biết nó đang ở đâu. Vâng đi. Hỗ trợ Vâng đi ơi. Thôi để em nó thoát đi. Mày cứ vậy hoài. Trời đất mẹ ơi. Lỡ rồi còn có một đứa nó sống mình buồn lắm ba. Chết tiền chơi giờ ở đây đông quá ba mày ơi, ở đây đông quá rồi. Chết rồi, chết thiệt chứ. Còn 2, 1, 0. Ở đâu? Trời ơi. Em nó đã thoát nha. Yeah. Hay ơi, lắm. Trời ảnh nằm vô hay quá. Này này. Trời má ơi, nó giết 10 người. Cái đứa cuối cùng mà giết không được với cây. lần này cao cử kinh là cao không được làm. Thích ăn ớt. Hơi cay nhá. Rồi bây giờ sẽ là map Happy Neighborhood nha các bạn. Là ông hàng xóm vui vẻ. Rồi chúc mừng anh bạn đã được làm quái vật. Ui, thanh niên này làm quái vật nhưng mà để vẫn để skin người bình thường nha anh. Nên là coi chừng bị lẫn lộn đó. Căng á, căng. Đúng rồi, căng á. Map này lộn mèo luôn á. Trốn đi, làm gì làm, trốn đi. Mà trốn này không biết nó thấy tao không ta? Trốn nào cũng thấy mẹ đó ba. À có cái thùng xăng, để lấy cái thùng xăng đổ xăng cho tao được. Chết rồi, chỗ này không được rồi ba mày ơi. Bình tĩnh nào. Chết đi, giờ trốn ở đâu đi trời ơi. Một đứa nằm được kìa. Để tao lên tao cứu cho. Cứu được không? Nó có cam không vậy? Có. Nó đang camping đó, nó đang camping luôn á. Rồi có người cứu rồi. Ngon lành. Ok, chạy. Nói chung là tôi không nên khi nào căng lắm thì tôi mới vô thôi, chứ còn bình thường tôi sẽ trốn. Mày ra rào kêu ai? Ta đang trốn ba. Ở trong mồ. Ta đang núp sau cái xe jeep màu xanh lá cây nè. Đó, xe xanh lá cây. Rồi. Bây giờ ta sẽ mày đi kiếm. Đó không? Mày biết cái đó đâu không? Mà mày kêu rồi như đúng rồi vậy? Thấy rồi ba. Thấy rồi. À được. I will be there 5 minutes. Nó nhằn gì vậy? Ấy cái cục cái thùng nó mày lụm đâu vậy? Ở trong có chân có đứa bị thương tới rồi, có cầm màu tím mới đứng kế bên nó hàng ra màu tím. đó cái này cẩn thận nha, tại vì cái này nó giống như người thường á nên là mình sẽ không biết nó là ai đâu. Nó tóc xanh á. Rồi một đứa chết rồi. Phải rồi thanh niên đi chung với tao chết chùm quá, chạy đi. Anh kêu nó. Á à, lại nó dắt kèo luôn mới ghê chứ. Chơi mà chơi tốt kìa, ai chơi lại mấy đứa. Dạ, được rồi, dạ. Phải lại cứu thanh niên kia mới được. À thanh niên có người cứu rồi, hay quá em ơi. Ôi nó cầm dao đi vòng vòng kìa ba. Chạy đi, nó đang hiện ra cái chữ no camping kìa, no camping thì làm sao mà cứu, làm sao. Đó đó, nó cầm dao nó giết kìa. Thôi rồi, chạy. Chạy đi, tao đi cứu người đây. Chạy em ơi, đúng mà, rồi, chạy đi. Mà được cái á là kêu lên. Killer bò rất chậm nha, Killer bò rất chậm nên là không. Đúng rồi, sao. Nó bò chậm lắm. Killer bò chậm lắm. Rồi anh cứu luôn, chạy lên đây. Trời ơi, nó nằm bên kia không cứu được. Đây tao cứu cho. Ok, cứu được rồi, dí mày kìa. Đừng có đẩy đi, trời ơi, chạy thôi. Chạy cho anh chạy. Nó có đang dí mày không? Trời ơi, làm tao đau tim luôn ấy. Mình chứ. Trời ơi. Hello. Mày thử ra đây coi một mớ hỗn độn vừa người. Thấy rồi, tao đang đứng trên nóc nhà nè. À, trời lũ đã nó lên được luôn hả? Vãi nồi nó đu nóc nhà nó quất tao luôn. Mày khỏi lo có người cứu mày liền á. Trời ơi, tao đứng ở trên nóc tao tưởng nó không lên được, ai nhờ nó nhảy một cái một lên tới nơi luôn. Hơi căng tí, tại vì cứu kìa đó dễ chết lắm. Cứu phải có chiến thuật chứ, cứu kìa đó là chết hết rồi. Trời. Trời ơi, hai lần rồi. Chạy đi Bobby, chạy. Qua đây. Rồi, Bobby chết rồi, chạy theo cao luôn nè, Bobby ơi, theo cao luôn nè. Từ nãy chạy còn lần á, chết luôn á, lũ đạn tao cứu thanh niên kia, nó đứng trên nóc nhà nó hốt tao luôn. Chạy, trời ơi, thanh niên màu tím. Nó bò qua cái cửa xong nó đứng im luôn, để tao không bò qua được, trời ơi.
thanh niên màu tím bóp giá bạn bè. Cay quá, đó là thanh niên nó đứng ngay cái lỗ che lại kìa. Lũ đạn cay dữ vậy. Cay quá, cay quá. Tao chốt kịp rồi. Ôi, tao lao vậy sao con nhấp được rồi mà. Lũ đạn. Yeah. Mày ăn một dao hả? Có nằm rồi, có nằm rồi, có nằm rồi, có nằm rồi. Trời ơi. Chết rồi, chưa cứu kịp rồi. Cứu. No cam pin rồi. Cứu. Cứu tôi với. Mày còn mấy mạng, mày còn hai mạng đúng không? Còn, đúng rồi, còn hai mạng á, nhưng mà tao không biết ai cứu tao đây. Đó, có thành niên áo trắng nè, rồi. Thiên thần thì có cánh luôn. Trời. Cây lá thì có cành luôn. Rồi hai tụi bay có nhau luôn. Rồi, à, còn thanh niên núp sau chiếc xe màu xanh xanh dương. Ủa, xanh dương với lại thanh niên núp trong tủ. Trong tủ trong nhà. Rồi còn đúng hai thanh niên đó. Xe xanh dương với lại tủ trong nhà. Cứu, 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 cứu. Trời đất ơi, nó thấy cửa nó đi luôn rồi. Nó thấy cửa nó đi luôn. Chúc mừng hai mày. Em ơi, còn màu trắng bên này nữa, còn màu trắng bên này nữa. Cứu, màu trắng ơi. Màu trắng trong nhà rồi, màu trắng trong nhà rồi. Để ta kiếm coi màu trắng đang làm gì. Rồi màu trắng đang ra cửa luôn rồi. Chúc mừng tụi bay Happy New Year. Chưa mà, chưa. Rồi, màu trắng đi luôn rồi. Ai đi hết trơn. Không ai thèm cứu luôn. Này là do ăn ở nữa. Nó đi hết rồi mày ơi. Rồi, ráng bò đi con. Ê, bò qua được tính không ta? Không, không được tính, bò qua là chết chắc rồi. Mặc dù nó để là kia mà bị skate chứ mà thua. Nhỏ, nhỏ. Vái teo đi. Trong khi tôi đi cứu mấy thanh niên kia mà thì cười. Á hài đi chứ. Trời ơi là trời. Ơi là trời. Trời ơi là trời. Sao không cứu tôi. Thiệt luôn á. Rồi vô một trận đó. Bà thấy hơi căng thẳng rồi đó nha. Thế nên cay vậy. Cay chứ mày. Cay cứu luôn á. Hên quá, kia nữa mệt. Thôi, cái... Ê, ủa, nhỏ cóc trắng nó chết chung với tao luôn á. Ủa, thằng này làm nữa hả? Anh đi làm nữa hên. Ai nồi. Mới vừa làm xong mà. Rồi giọt. Rồi. Anh nhớ mặt em rồi nha màu tím. Cái hồi nãy con màu trắng nó cũng chết giống tao luôn đó. Ừ, màu trắng nó tính vô nó cứu mày mà nó bị thọt luôn. Còn màu tím là nó chặn đường tao chạy, lụ đạn tao tức ghê. Em màu tím quá đáng luôn. Chết là hết. Lát là lúc nhà nó cắn hết nguyên đám. Ờ. Ê, mày có chỗ nào để mày trốn không ba? Nó tới kìa, nó tới kìa, bóng kia nó tới kìa, nó đang chi mày á. Chạy trước. Nó đang giết kìa. Ủa sao mày trốn được hay vậy? Nó không giết mày hả? Á, à, mày nói chi vậy? Lụ đạn mày kia. Ai biết đâu. Ấy da, trời đất mẹ nằm rồi. Á, à, chạy nhanh quá. Cứu tao bay ơi. Anh đi này có thù với tao mày ơi. Cứu mày giờ á, mày cứ núp đi. Nó bị nằm luôn rồi. Ai nằm? Hay quá em ơi. Ê, bị giết kìa. Chạy mấy đứa ơi, chạy mấy đứa ơi. Ủa, ca đang đứng gần cái cửa luôn nè, ca đang núp. Cứu mày ơi, nó quyết định nó giết mày ơi. Nó giết mình tao giết hoài vậy. Thì đúng rồi, nó gặp mày, chứ bây giờ nó gặp tao nó cũng giết tao thôi. Chạy. Bây giờ con kêu là núp đi, chứ đứng đây là chết đó. Đây, ca đang núp chung với thanh niên một tí luôn nè. Thôi núp vô đây trước đi, ghê quá, nó giết rồi mình tôi rồi trời ơi. Đâu có đâu, nó giết ra mấy thanh niên khác nữa mà. Hên quá, tao núp được rồi, hên quá. Trời ơi, nó giết tao hai lần luôn á ba. Trời ơi, nào tao nằm một lần nhưng rồi mà, đó. Nhưng mà mày nằm mấy lần rồi? Tao nằm một lần nhưng mà nó canh canh nó đi ở ngoài, nó vừa thấy người ta cứu là nó giết tao lại liền luôn. Lu đen. Tại vì nó giết mày xong là mày sẽ có khoảng 4-5 giây á là mày sẽ chạy nhanh 3 giây. Đúng rồi, nó chạy nhanh nhưng mà chạy nhanh sao lại nó ba. Càng á, càng. Nó đang tập trung nó giết hết hả? Hết ở bển bên kia kìa. Tao núp rồi. Ba mì cũng sắp chết à, khỏi lo. Ba mì cỡ này trận này cũng toan à, sao mà sống được. Thấy bà rồi. Nó đi quanh tao mày ơi. Bốn đứa chết rồi. Ghê quá mày ơi, nó đi quanh tao mày đâu rồi? Tao đang ở xa mày lắm, nó không biết đâu.
Rồi 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 rồi. Nó lại tò te tí te nữa rồi, tao chạy nữa đây. Chạy đi. Ghê quá, ghê quá. Ê nó xuống nữa rồi mày ơi, nó xuống nữa rồi mày ơi. Nó dí nữa rồi, nó dí nữa rồi. Không có nhìn ra được, tức ghê. Cố lên. Cố lên. Trời ơi. Ê ê, ra cứu, ra cứu. Trời ơi, không kịp rồi, thanh niên nằm ngoài hồi nào tao không biết luôn. Khỏi Bobby, 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 mày sắp chết rồi, mày đứng yên một chỗ đi. Đừng, đừng có lại. Thanh niên kia đi đâu vậy? Cứu không kịp, trời ơi. Mày đứng đâu rồi, mày đứng đâu rồi? Ôi, thanh niên kia giờ đi đâu vậy trời, tao không biết luôn á. Đừng nói thanh niên kia đi, đi vụ quá giật lên nha trời. Ai, ai, thanh niên nào? Thanh niên khác. Thanh niên một kiếm thì vẫn đi chung với tao. Trời ơi. Ngồi đây cũng an toàn các bạn, còn một phút nữa, cố lên, cố lên. Ngồi đây thì có vẻ là an toàn đó. Nhưng mà không biết nó dí tới đâu thôi. Mày đáng đâu vậy, mày đáng đâu vậy? Tao đang ở dưới, dưới hầm nè. Ủa, 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 ủa. Tao nghe âm thanh nó nữa rồi. Ở đâu vậy, ở đâu vậy? Biết nữa, tao vừa mới ra khỏi cái chuồng, cái tao nghe tan 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 tan, tao sợ tao chui lại. Quá sợ hãi vậy. Đó đó nữa, tan 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 rồi. Đó nó dí ai xuống này nữa vậy? Rồi nó lên lại rồi. Còn 20 giây nữa thôi, còn 20 giây nữa thôi là win rồi. Ờ chưa biết cái cửa nằm đâu mày ơi. 20 giây nữa. Rồi nó xuống nữa rồi, sao nó xuống đây hoài vậy? Cố lên, cố lên. Cái này yếu tim chắc chết luôn quá. Rồi chạy 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 luôn đi Bobby, chạy luôn, chạy luôn, chạy vô, chạy ra cổng. Cổng ở đâu bay? Ai biết, chạy đại đi. Đó, cổng kìa. Trời đất mẹ ơi. Trời tôi không tin luôn á trời. Mày chết luôn rồi, chứ sao mày sống được. Trời đất ơi, mày kêu chạy ra cổng đi, tao đang trong nhà, tao vừa nhảy ở trong nhà ra hàng rào, nó nhảy từ dưới hàng rào nhảy lên, lụ đạn nó chạm mặt nhau luôn. Ồ, hai niên này canh nó vãi nồi. Cái nhà bà Bì, cái bà Bì nó xùi vãi đấy. Trời ơi, nó canh ghê đi chứ, lụ đạn đi. Nó canh đúng mình mày luôn á. Ờ, à, nó canh gì ghê vậy trời. Sao á trời. Trời ơi, hôm nay ăn ở sao luôn á, thiệt á. Rồi ok các bạn, thì hai đứa mình sẽ dùng video đây ha. Thì các bạn thích video này nhớ lại cho hai đứa mình một like, một share và nhớ subscribe channel của hai đứa mình để nhận thêm nhiều video ngay các bạn nhé. Bye bye mọi người. Bye bye. Này nhậu á.